Ngân Quỳnh thích thú cuộc sống dân dã trong nhà vườn. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh thường về nhà vườn con gái nuôi ở Củ Chi, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km, trồng rau, nấu ăn và thư giãn. Con trai đang ở nước ngoài nên cứ dịp cuối tuần, vợ chồng diễn viên Ngân Quỳnh về Củ Chi thăm con nuôi. Ở tuổi 58, nghệ sĩ cho biết niềm vui lớn nhất là được tận hưởng cuộc sống bình yên, vui vầy cùng con cháu. Trong khu vườn của con, Ngân Quỳnh dựng nhà chòi chưa đầy 10m², trang bị đủ đồ làm bếp. Bà thường dậy sớm đi chợ để chọn mua thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng hoặc hái rau, bắt cá ngay tại nhà để nấu nướng đãi gia đình. Ngân Quỳnh khéo nấu đặc sản miền Tây, đặc biệt là những món quen thuộc trong bữa cơm gia đình như cá kho tộ, mắm kho, canh chua, lẩu mắm. Nữ nghệ sĩ cũng đầu tư thời gian bày biện, trang trí đẹp mắt để chụp ảnh, quay video chia sẻ với khán giả. Dịp Tết Nguyên Đán, Ngân Quỳnh dành hầu hết thời gian tại nhà vườn, thích thú làm các mâm cúng từ tất niên, giao thừa đến tân niên. Nghệ sĩ cho biết khung cảnh bình yên, thư thái trong ngôi nhà mang đến bà nhiều cảm hứng nấu nướng. Thời gian rảnh, nghệ sĩ trồng các loại rau dễ chăm sóc như bầu, bí, cải, bồ ngót. Theo bà, làm vườn không vất vả, ngược lại rất vui, giúp thư giãn và mang đến nguồn thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày. Ngân Quỳnh hái trái cây, thưởng thức ngay tại vườn. Bà thường mặc các bộ bà ba sặc sỡ để trông ra dáng người phụ nữ nông thôn khi quay các video. Diễn viên Ngân Quỳnh tên thật là Hồ Hồng Hạnh, sinh năm 1966 trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, nổi tiếng trong lĩnh vực cải lương. Mẹ bà là nghệ sĩ Kim Hoa, chị cả là nghệ sĩ Thanh Hằng, hai em gái là Thanh Ngọc, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân. Ngân Quỳnh từng hoạt động ở đoàn cải lương Tiền Giang. Năm 1997, bà đoạt giải 3 tiếng hát phát thanh truyền hình toàn quốc tại Hà Nội. Ngoài ca hát, bà được biết đến qua nhiều phim truyền hình như Đam Mê, Lối Sống Sai Lầm, Chuyện Quý Bà, Cô Gái Xấu Xí, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Về Nhà Đi Con. Ngân Quỳnh có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Nguyễn Trung. Nguyễn Trung từng là ca sĩ nhưng quyết định lui về để chăm lo kinh tế gia đình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.